Triển khai nghị quyết số 23 ngày 6 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển vùng Tây Nguyên nhanh và bền vững, các tỉnh Tây Nguyên đã ban hành kế hoạch và chương trình hành động cụ thể hóa, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Một trong những giải pháp được các địa phương quan tâm là đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử để phù hợp với chủ trương định hướng phát triển kinh tế số hiện nay. Với mục tiêu đồng hành hỗ trợ các tỉnh vùng Tây Nguyên nâng cao năng lực triển khai đề án phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025, hướng tới phát triển thương mại điện tử bền vững, thúc đẩy các hạ tầng dịch vụ phát triển, có cơ hội tham gia vào mạng lưới sản xuất và tiêu thụ rộng lớn. Mới đây, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị thúc đẩy liên kết vùng trong phát triển thương mại điện tử tại Gia Lai và các tỉnh vùng Tây Nguyên. Tại hội nghị này, các đại biểu chuyên gia đã chia sẻ hướng dẫn các doanh nghiệp vận hành dịch vụ thương mại điện tử, doanh nghiệp công nghệ, hướng dẫn các livestream bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử. Thông qua hội nghị, Bộ Công Thương hy vọng trong thời gian tới, các sản phẩm đặc trưng của Gia Lai và các tỉnh vùng Tây Nguyên sẽ hiện diện ngày càng phổ biến trên các sàn thương mại điện tử. Và không dừng lại tại đó, thương mại điện tử xuyên biên giới còn chắp cánh cho các sản phẩm chinh phục người tiêu dùng thế giới. Nhờ sự chung tay thúc đẩy liên kết vùng trong phát triển thương mại điện tử, vùng đất Tây Nguyên đại ngàn sẽ ngày càng phát triển, hòa cùng dòng chảy của xu thế hội nhập, hướng tới phát triển bền vững. Song song với hội nghị về thương mại điện tử là hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực Tây Nguyên với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại. Sự kiện này đã thu hút sự tham gia của các tổ chức xúc tiến thương mại thuộc 18 tỉnh thành trong cả nước và gần 100 doanh nghiệp nhà phân phối các tỉnh Tây Nguyên. Khu vực Tây Nguyên với tài nguyên thiên nhiên phong phú và sản phẩm đặc trưng đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn quốc và quốc tế. Các sản phẩm như cà phê, cao su, hồ tiêu và dược liệu không chỉ có giá trị kinh tế cao mà còn mang đậm bản sắc vùng miền. Tuy nhiên, để tận dụng được tiềm năng này cần phát triển các chiến lược hợp tác hiệu quả với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại. Việc tạo ra cầu nối trực tiếp giữa nhà cung cấp và người tiêu dùng quốc tế sẽ giúp cải thiện chất lượng sản phẩm, tối ưu hóa quy trình sản xuất và giảm thiểu chi phí trung gian. Đồng thời, sự hợp tác này sẽ thúc đẩy việc chuyển giao công nghệ và cải tiến quy trình sản xuất, tăng cường khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường. Trong thời gian tới, với sự bùng nổ về thương mại điện tử và sự đồng hành của cơ quan ban ngành, khu vực Tây Nguyên sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và trở thành một trung tâm thương mại quan trọng.